Chào các bác, cô chú, chị em. Sáng nay có chợ Vạn Phúc đây, nhưng mà tôi bận việc không đi được. Thì chiều nay chạy qua tí để quay xem có cây gì không, nhưng mà chiều thì chỉ có mấy nhà không lập nước thôi, bán thôi. Đấy, thì cũng trình bày các bác là chắc trong vòng khoảng độ hơn tuần nữa thì em có đi chuyến đi Thái Lan, cho nên là chắc chợ trước mấy phiên gần đây là sắp tới cũng không đi được. Thì sang đấy thì có, bên đấy thì có, họ có chơi cây hay là cái gì đấy, thì họ có cái gì hay hay thì sẽ quay lại để các bác cùng xem họ có gì khác nữa. Đấy, thì vừa ra đây thấy toàn những cây cũ thôi, nhưng mà đoạn này thì lại có ba cây chắc rất là hay. Mình lại thích. Đầu tiên là cây này thôi, nhìn là biết là vừa nhập về thôi, vừa nhập về chắc dễ rất đẹp, chắc gai. Đấy, lại thích được vậy. Không là có cái nguồn hàng ở trong miền Nam đấy, trong đấy thực ra lấy hàng qua mà biết chỗ thì rất là rẻ. Đấy, kinh doanh là phải thế thôi. Thì bác xem cái chắc này nó rất là xanh tốt, thân thế từ bệ rễ cho đến tay tán khá là tự nhiên. Đây để các bác xem, rất đẹp. Cái này thì giá phải quá tầm 8 triệu là ít, 5 triệu trở lên là ít, có thể là 8-9 triệu tùy hứng luôn. Tùy hứng. Đấy, cây này nó khá là ok, vệ sinh xung quanh rất là đẹp, chưa biết giá các bác, không thấy đâu cả. Hôm nay ra nhưng mà không thấy chủ đâu, nên là cây chắc đầu tiên dáng kiểu thiên nhiên liễu rủ các bác, tất nhiên có vào dây nhưng mà nó lâu rồi. Thiên nhiên liễu rủ đấy, cái này thì cứ để này chơi thôi, hàng rừng để ngoài chơi. Con này thì con này thì có từ trước rồi, cây ở giữa này thì có từ trước rồi. Trước nó có một đôi nó ná nhau, nhưng mà cây kia này bác lấy rồi. Cây này thì nó hơi xấu hơn một tí cũng được, nhưng mà thôi không lấy cái này. Đợt em mình lấy cái này nhưng mà lấy cái to hơn. Đấy, lá nó cũng là chắc dây cả thôi, nhưng mà cây này nó chắc ở ngoài Bắc, với ở trong bóng râm nó lâu rồi nên lá nó hơi buồn cười thì đũa. Đấy, con này là con mà khủng này, yêu thích nhất này, thích cái đấy quá, nhưng mà chắc không có đủ tiền, cái này là về thả nước cũng được, không đủ tiền. Đấy, to thì các bác, rất to, cực kỳ to nhé các bác nhé, tỷ lệ rất là lùn, lá liếc cũng vẫn còn là mang khí hậu bên trong đi ra đây rất là tốt, xanh tốt, hợp đất của họ. Cái này thì vừa mới ra thôi, lá rất là mỡ, lá cực kỳ mỡ màng. Các bác nhìn mà qua là tưởng hai cây giống nó khác nhau. Đấy, nhọn, lá này nó tròn. Đấy, mà cũng là chắc gai cả thôi các bạn, Đấy, có gai này, những cái gai này. Đây này nó xanh tốt, nó có chất dinh dưỡng, lá nó mỡ, nó to. nhưng mà công nhận nhìn là mướt mắt thích các bạn. Lun cái này cao tầm khoảng độ 60 phân, gốc rất to, hoành khoảng độ hơn mét, hoành hơn mét. Đầu tiên nhé, tổng quan là như thế, đi vào bệ rễ. Tất nhiên hàng rừng khai thác thì nó bệ rễ nó tự nhiên thôi, có sao đâu, dùng vậy nhưng mà nó là một con khủng, ốc lũa. Lũa 3 thân nhá, 3 thân. Đấy, 3 thân. Thích con này rồi các bạn, thích con này. Đấy. Con này thì nhiều tiền lắm, kể cả cây bình thường đã nhiều tiền. Nếu giá này nó đã khá là hoàn thiện, chưa nói là cái cây gỗ quý quá. Em đi vòng đằng này để xem cái mặt sau của nó, thì chỉ chờ đại gia thôi chứ mình thích biết làm nào. Đây, mặt sau nó đây, mặt này nó thì nó xấu hơn tí nhưng mà khai thác thì không sao, khai thác thì vậy thôi. Chậu cũ là lâu năm rồi, có thể là bị vỡ chậu, vận chuyển bị vỡ chậu nhấc sang cái bể này. Chắc gai, có gai, mini gai. Tay tán là khá rồi. 3 thân. Rất đẹp nhé. Này làm nó rất là nhanh các bạn, cắt tỉa thoải mái, nó lên rất là nhanh. Đấy, chắc dây chắc gai mà. Nhìn thì thân gỗ như thế nhưng mà leo lên như cái dây này, như dây leo. Đấy, mà nó to được bằng như này thì các bác phải biết hiểu là nó rất là lâu năm rồi, Đấy, cắt trong rừng rồi. Dễ cái của nó đây, củ của nó. Đấy. Gần đây nhiều bác chơi chắc rất là nhiều và cũng giao bán trên mạng rất là nhiều, nhưng nó là những cây phôi thực sự rất là đẹp nhưng mà nhiều khi không dám lấy đâu, vì là để gửi ra ngoài Bắc này mất khá là nhiều thời gian, cũng ngại. Mặc dù rất là đẹp, giá hợp lý, chơi ổn định chậu này là nó yên tâm, nhưng mà tất nhiên là phải chịu cái giá nó cao, Các bác nhìn cái lá này nha, các bác nhìn cái lá này nha, đây nữa đấy, với lại cùng cái loại này cũng là một loại nha các bác, nhưng mà nhìn nó khác đâu. Đó, cũng là chắc nhé, Đấy. Thế thì cái lá này nó mỡ mà nó giống như lá cái sữa đỏ hơn. Đó. Chắc gan. Chắc này thì đục tượng thì rất đẹp quá, gỗ nó đanh, và thứ hai là thực sự mà nói là nó cũng không có những cái cây nào nó to, vì đó là thân leo to là bạn này rất là kinh khủng. Đấy, cho nên là dấu ấn thời gian này quá. Đấy, thôi sang cây khác, cây gì nữa. Lập Vừng vừa theo chủ của ông đi qua đây, ta phải vào cây hát. Thế nhá, để vào để nói chuyện xem bao tiền. Chắc mình không mua rồi, hỏi nó biết. Sang phát đồ. Cây này cũng được nhưng mà không thích bằng cây to, cây to nhìn thích sướng, bề thế nhìn sướng không các bác nhỉ. Đó, nhìn lại lần nữa nha, đẹp không, đậm chất bonsai này. Chất bonsai. Cây này mà trầu vào một bên đối diện với cây đa bút đỏ của em hợp lý. Để làm giá xem nào các bác nhé.